Mang xoài sống muối ớt lên lớp học ở Hàn Quốc, nữ sinh người Việt khiến cả lớp nháo nhào vì ăn quá bắt miệng. Mới đây, một du học sinh Việt Nam ở Hàn Quốc đã không quên mang theo cả quốc hồn, quốc túy, quê hương sang mời nước bạn. Theo đó, cô gái đã mang lên lớp học mấy trái xoài tươi xanh, tỏa mùi thơm ngào ngạt. Kèm theo đó là một túi muối tôm vừa cay vừa mặn. Cô bạn nữ sinh còn cẩn thận gọt xoài ra thành từng miếng nhỏ và mời các bạn trong lớp thưởng thức mỹ vị của dân gian. Với vị xoài chua chua, chấm với muối tôm cay cay mặn mặn, cắn một cái có thể cảm nhận được cái giòn giòn, chút chát chát của trái xoài xanh. Mặn củ. Những người bạn hàng sau khi thi nhau chấm lấy chấm để đã không khỏi tấm tắc khen ngợi món ăn chơi, nhưng lại có thể thổi bùng từ vị giác tới khứu giác và cả thính giác của Việt Nam. Lúc đầu cứ tưởng không ngon, ai mà có dè ăn rồi thì mới biết là ngon không tưởng. Thậm chí có bạn còn đòi sang định cư lại tại Việt Nam để có thể thưởng thức nhiều hơn những món ngon của nước bạn. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cho nhiều người theo dõi cũng phải thèm thuồng. Có người còn gợi ý cô gái lần sau có thể thử món xoài xanh ăn với mắm đường để mọi người thực sự biết được thế nào là mỹ vị thật sự. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.